Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với vườn Lan Hoàng gia của Buôn Mực. Hôm nay Buôn Mực mời các bạn cùng tham quan chiêm ngưỡng vườn Phong Lan tại tỉnh Hoàng gia. Chúng ta cùng tham quan. Rêu anh mua nó một cái đằng nó trắng, nó kiểu như nó không được màu đẹp. Chine đấy, chine. Người đằng kia nó xử lý rất là nó trắng toát. Cho nước rượu. Nhanh nhanh đây cái thân mẹ nó đây này đấy, nó chỉ được xem như cái kia thôi. Đây cái thân mẹ của nó trước nữa đây này đấy. Đấy. Năm nay là cái thân như này, cái thân như này rồi. Toàn thân mẹ đây, anh nhìn thấy thân mẹ nó đây, nó có phải là con to đâu. Mẹ đây nó đẻ con này. Đây mẹ cũng còn đứng nguyên đây thôi, không phải nó nói phép. Thân nó được như này. Thế là bỏ xe kéo hay không chưa xe kéo nữa? Không thì chú về. Thank you.
Ngày xưa cây tổ quạ này ông bác ông trồng chả biết là cái cây gì, mọc đầy ở ghép, ông cứ ghép vào cây mít với lại cây cây chám. Này chứ mua nhiều tiền không? À, gốc cây trong rừng này ra hoa năm nào nhỉ? Ám à hay là ấy? Tưới bằng tay hết à? Bên dưới cũng làm hai tầng đẹp hơn nhiều. Đi từ năm một phát thang từ đây đi lên, xong bắt đầu từ tầng trên như này nữa thì. Đi thẳng nó ra chạy thì theo ấy. Chuột nó cũng không trèo lên. Mèo lắm. Đây chuột không ít hơn thành phố. Ít hơn đấy nha, nhiều mèo lắm. Mấy con mèo.
rồi.